Rồi mời em trai. Dạ không sao, thoải mái lên nào. Hồi hộp quá hả? Ừ. Hít hơi thật sâu vô, thở ra. Rồi, hơi run đúng không? Vậy thôi để nhà gái giới thiệu trước nha. Mời nhà gái luôn. Mời em. Dạ, em chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thị Hoa Vi. Hiện em là em... Em cũng đang rất là run luôn. Dễ thương quá à. Hai bên cũng run hết trơn vậy đó hả? Dạ, em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Hoa Vi nay... quê đâu Hoa Vi? Dạ em quê ở Bình Thuận anh. Hoa Vi tên dễ thương quá hả? Dạ. Hoa Vi là hoa gì ta? Hoa rất là nhỏ. Rất là nhỏ hả? Dạ. Mời em trai, dạ được chưa? Dạ. Rồi, em tên gì? Em tên Trần Văn Điền. Bao nhiêu tuổi? Dạ 28 tuổi. Tuổi 28 tuổi, làm công việc gì? Dạ trước là em làm bartender. À. Sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác, em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao, làm bên linh kiện điện tử. À, quê mình ở đâu? Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc, An Giang, bây giờ mình đang sống ở đâu, quận mấy? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9, em có điểm mạnh, điểm yếu gì Điền? Dạ điểm mạnh của em thì nó chơi được mấy môn thể thao, biết chăm sóc cho bạn nữ. Chăm sóc bạn nữ luôn hả? Chăm sóc luôn. Bây giờ chăm sóc mấy người rồi? Chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm sóc bạn nữ? Biết chăm sóc bạn nữ luôn. Tôi qua tôi coi coi. Nói mà đi kìa, đó mà mối đó. Chào chị Ngọc Lan. Hồi hộp bây giờ nói không nên lời luôn á. Dạ. Bắt tay cái coi nè, cho hết run nè. Đỡ run chưa? Dạ, chắc run thêm á. Chắc đi làm sao. Run thêm hay là đỡ run? Đỡ chị. Rồi, ok. Nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi? Chắc hai. Hai. Hai là hai, còn một là một chứ hai, sao? Chị. Chắc hai. Hai à? Chăm sóc gì? Chăm sóc bạn gái gì? Chăm sóc nè? Sao? Ừ. Quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ. À. Rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ? Nấu ăn đồ cho người ta ăn không? À. Chắc nấu cũng được. Nấu có nấu ăn cho bạn. Rồi trứng bảy món. Trứng bảy món. Trứng bảy món hả? Dạ. Làm cho bạn nữ ăn hả? Dạ đúng rồi. Làm món gì trời? Trứng bảy món trứng. Trứng chiên nè, trứng luộc nè. Xào gì đó. Trứng xào nè. Ốp la nè, hấp nè. Đúng không? Dạ. Cho nhỏ ăn trứng riết bởi nhỏ bỏ đúng rồi. Nói chung là nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không? Ừ. Dạ. Đó, là ưu điểm đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì ít nói, ngại giao tiếp với đám đông. Cái tôi của em nó cao. Giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bạn dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn. Nghỉ hỏi luôn. Sao quê luôn hả? Giờ cái tôi thấp lại chưa? Dạ cái tôi thì cũng đỡ rồi đó chị. Dạ cũng đỡ rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình đúng không? Dạ đúng rồi, em hai mối tình. Rồi là cho người ta ăn trứng riết mà chia tay hả? Dạ. Hay sao? Thì mối tình đầu của em thì quen ở chung chỗ làm luôn. Tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi. Cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bênh, bạn kia bạn đổi công tác đi chỉ làm chỗ khác thì hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn. Chia tay luôn. Bạn nó cũng quê ở Đà Lạt. Rồi mối thứ hai. Mối thứ hai bạn nó cũng quê Đà Lạt luôn. Cũng làm chung thì nó cũng y gan như vậy đó. Nhà cũng đổi công tác. Dạ. Đổi công tác thì chia tay. Dạ. Giờ qua hỏi nhà gái coi. Qua nhà trai tôi hoài, thấy nhà trai tôi hiền, cứ qua tấn công hoài. Bây giờ mình nói ưu điểm khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em. Dạ ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác. Còn nhược điểm của em là ít nói, nhạy cảm á chị. Nhạy cảm lắm hả? Tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó mình cũng tự suy nghĩ ra là cái điều đó làm cho mình buồn. Dạ đúng rồi. À không, cái đó mệt lắm á. Dạ đúng rồi. Cái đó nó là bệnh đó em. Bệnh luôn. Chị cũng bệnh giống vậy đó. Bữa nay chị bỏ bớt rồi. Ta gọi là suy diễn đó. Là mệt lắm nha. Rồi bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì mới tìm hiểu được một lần thôi. Rồi không được rồi chia tay luôn. Tìm hiểu có một lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ. Lâu chưa? À, năm rồi. Năm rồi. Năm rồi, chắc năm rồi. Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cuộc tình mới chưa? Dạ có. Sẵn sàng tìm bạn mới chứ. À rồi. Thằng ha. Vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi. Quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi. À. Ừ. Em rồi. Nhiêu mấy tuổi? Em 30 tuổi rồi anh ơi. 30 bên đây nhiêu? 28. Tôi thấy à không sao. Không sao. Gái lớn hai gái hơn hai nhiều hơn trai hai, hơn một. Đúng rồi. Được không em gái? Em để coi tiếp đã. Đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi, sao? Đúng rồi, cái duyên đó. Dạ. Đúng không? Rồi gì nữa? Đừng gia trưởng quá. Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bển giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng nó khác, gia trưởng nó là nha. Bắt phải làm theo ABCD hết. Dạ. Còn bạn này hỏi được không? Cái im đua bạn đi luôn. Đi luôn cái mấy ngày sau không nói gì bạn đi luôn đó. À, bạn giờ hỏi được không? Không được bạn đi luôn. Đi luôn cho đi luôn. Bây giờ đỡ rồi. Dạ. Rồi biết quan tâm chia sẻ với mình. Ừ. Rồi chung tình vậy thôi, em đơn giản vậy. Đơn giản thôi ha. Dạ. Tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm?
em trai điện có được 70%. 70% hả? Dạ. Như vậy là cái tôi là bây giờ bữa nay là lùng xuống rồi, cho nên là tự nhận là mình chỉ 70% thôi là được đó. Ừ. Nhưng mà cố gắng hỏi, không được thì cố gắng hỏi nữa. Dạ đúng rồi. Hỏi cho bằng được nha. Dạ. Nhưng mà tôi hỏi không được tôi đi là mệt lắm à. Em không thích điều gì ở phụ nữ nè Điền? Hơi cằn nhằn. Hơi cằn nhằn. Cằn nhằn. Không thích cũng không được em ơi. Chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng của người ta rồi. Kinh nghiệm của anh thì chuyện nó không thể không thích được. Rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi. Giờ mình hỏi người thân đi. Bạn gái đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ. À. Với mẹ. Dạ. Em đó. Chào cô. Chào nhà gái. Cô thấy bạn trai có thể là con rể tương lai của mình thế nào? Cái đó là do con gái thôi, chứ mình thì cũng không có đòi hỏi lắm. Nhưng bây giờ ngồi á, thấy cậu này sao dễ thương, thấy có hợp với con gái mình hay không? Thái thì nó, mình thái thôi chứ còn con gái là chủ yếu. Cô thấy sao nãy giờ, cô thấy sao, cô nói cứ như mình suy nghĩ thái đi. Thái thì cũng vui, vui tánh. Cũng vui ha? Ờ, thấy vui á. À, con rể này về nhà chắc vui lắm á. Rộn ràng á cô vui, rộn gì nữa. Quyền, quyền của con gái, còn mình đến đây là để coi con gái thôi, nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu. Đó giờ con gái có dẫn bạn trai về nhà chưa? Chưa, có quen ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi, đi đau luôn, rỡ đi đau cũng không đi luôn. Nó nhát lắm. Hy vọng ngày mai nó dẫn. Sáng đi làm sớm, chiều về tới ngủ chứ không có đi đau luôn. Sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng? Thì mong bây giờ là lấy tuổi là lấy chồng được rồi đó. Được rồi ha. Nhưng mà trong năm nay luôn á. Nó là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi, chứ mình mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con, nó quá khó. Coi như con gái chọn chàng rể nào là cô chọn người đó. Đúng rồi, mình cũng không có khó, miễn sao nó sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Dạ. Điền đi với ai Điền? Đi với em gái à. Chào em. Em ruột hả Điền? Dạ em họ. À. Rồi em thấy sao? À, bạn gái bên kia sao? Em thấy chị này hiền, dễ thương, nói chuyện dịu dàng. Cái tính anh em thì cũng chững chạc, không chịu làm lắm, chịu lo gia đình. Nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy, anh cũng ít nói lắm. Em thấy anh em với người đó hợp không? Nếu được thì có thể là tìm hiểu trước. Tính cách thì chị này thì em thấy ổn á. Nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới. Rồi, okay, cảm ơn em rồi. Thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha. Mở rào. Mở rào. Bước qua liền nha. Tấn công liền luôn. Tấn công. Rồi đứng lại. Chào em, cũng quà tặng. Tặng, cảm ơn. Hai bạn về ghế ngồi đi, ta trò chuyện nào. Gặp nhau mình cảm nhận về nhau thế nào? Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đi. Thì cảm nhận bạn gái thì dễ thương. Hồi học nói gì vậy ta? Theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn. Như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á, mình sợ sẽ khó mà mình hợp nhau được về vấn đề đó. Cái tôi của anh thì nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài mà bạn gái không trả lời. Thằng chắc không trả lời, mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu, mà mình làm cho bạn đó vui lại. Vì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi, mình là con trai mà, mình phải mạnh dạn lên, mình phải hỏi à có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ. Chứ bạn cứ làm lơ bạn kia. Ừ, bạn giận tôi cho bạn giận luôn. Tại nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói đã cái chưa gì hết, gây lộn. Tranh luận thôi. Tranh luận thôi. Tranh luận thôi, sôi nổi thôi. Tức là bây giờ là mình thay đổi đi, hỏi chừng nào cho ra lẽ thôi. Không lẽ với lại bạn gái, không lẽ mình hỏi ba lần không trả lời đúng không? Dạ, đúng phải trả lời cho mình chứ, là tại sao lại giận mình này kia đúng không? Đó, còn bây giờ nếu hỏi ba lần không ấy thì về nhắn tin. Dạ. Nhắn Facebook. Giống nhắn Zalo. Cảm nhận của anh á, tình yêu thì nó phải có một chút xíu gọi là mạo hiểm. À. Mình đặt cược vô nó, giống như mình bấm nút mình chấp nhận, giống như mình đánh cược chứ. Đánh cược luôn hả? Tình yêu cược. Tình yêu luôn á. Đúng rồi, phải mạo hiểm. Mạo hiểm. Yêu coi như là yêu bất chấp luôn. Bất chấp luôn, đã yêu là không sợ gì hết á. Tôi hiểu ý của bạn trai, tức ở đây là bạn trai mong muốn cho một cái cơ hội. Tuy là cái cơ hội này nó có hơi mạo hiểm một chút thiệt, nhưng mà vẫn mong muốn, đúng không? Đúng ý rồi. Em là vậy đúng không? Đúng rồi. Thường em thích hẹn hò, em thích đi xem ở đâu? Như xem phim nè, rồi đi chỗ mấy khu vui chơi. Rồi đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí, lại đi quán cà phê. Em thích đi phượt không? Đi xa? Đi xa hả? Có. Em thường thích đi đâu? Đi Đà Lạt. Giống anh đó. Vô. Anh thì anh thích Đà Lạt. Như Đà Lạt thiếu một cái gì đó, cái cảm xúc ở đó. Anh thì thích giống như buồn cái gì hay là bị chết nặng thì cứ thích lên Đà Lạt. Một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần? Thì cuối tuần là được rồi. Rồi hàng ngày hỏi thăm này nọ là ổn rồi. Không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp. Tình yêu thì nó bình thường thôi. Bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá thì nó cũng dễ tan lắm. Khoảng bao lâu em dự định kết hôn? Quan niệm của mình là tìm hiểu đúng người, mình gặp đúng người mình sẽ tiến tới chuyện lâu dài luôn.
chứ không phải là muốn nhìn cái là tiến tới luôn không được. Sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ nó cũng khổ cho hai bên. Đối thì với mình chỉ là cần gặp đúng người thôi. Đúng rồi. Thời gian thì nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Rồi bây giờ quan điểm về chuyện là kinh tế trong gia đình nè. Ai sẽ là người giữ tiền nè? Chắc vợ rồi. Em nghĩ sao về kinh tế của hai vợ chồng? Thường thường thấy là phụ nữ hay giữ về tài chính. Cho nên em nghĩ giữ một chút xíu nữa chứ biểu ra lấy lại hết. Nó thề. Ủa tức là nếu mà lấy nhai phải giữ lên nữa xíu nên mới giữ được tiền chứ em biểu gì sao em giữ? Phải là dành luôn á hả? Không phải, nó không có dành nữa. Giống không, như ý là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ. Phải hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói được bạn này lại, mới kìm được bạn này lại. Đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè, đúng không? Dạ, nó tự tự như vậy. Thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng. Bạn này biết được cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình, cho nên là cần một cái người để có thể là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn. Tức là một người phụ nữ phải cá tính, phải bản lĩnh á, leo lái giống như được Ngọc Lan rồi đó, giống chị Ngọc Lan vậy đó. Thì mới trói được chân bạn này thôi. Thôi trói không phải trói nữa, nó giống như kìm lại thôi. Kìm leo lái được cái con thuyền gia đình. Bạn này cần một cái người phụ nữ đúng như rồi. Vậy thôi, chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi, tùy các bạn thôi. Bây để giờ tay là vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả. Dạ. Hai bạn này nếu cần phải có thời gian. Đúng là có cần thời gian. Cần phải có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được. Hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, có thể là những người bạn với nhau để cùng chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Biết đâu điều gì xảy ra nhé. Chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Đỗ Ngọc Anh ạ. 23 tuổi, hiện tại đang làm xét nghiệm. Xét nghiệm cái gì em? Xét nghiệm máu tại dự phòng Bình Thạnh. Kỹ thuật viên lấy máu, thử máu đó, dạ. Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Củ Chi ạ. Bạn Ngọc Anh, 23 tuổi, làm kỹ thuật viên xét nghiệm máu. Bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thanh Nam, mình 30 tuổi. Công việc hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, ở Bình Chánh chị. Bình Chánh. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà tính chính thức thì em chỉ một mối tình chính thức hả? Bao nhiêu lâu bạn? Dạ, 5 năm anh. Wow, mối tình 5 năm cũng khá dài nha. Nhưng mà chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, được hơn 3 năm rồi chị. À, 3 năm. Nhưng lý do chia tay bạn? Dạ, do sức ép từ hai bên gia đình anh. Nếu mà gia đình cấm cản á thì không lẽ anh không có chính kiến gì về với gia đình à? Dạ anh. Dạ cái gì trời ơi trời. Anh cũng có giải thích và phân tích rõ. Anh muốn là người anh cưới về phải được lòng tất cả mọi người. Đúng rồi em ơi, thường một bên ngăn cản thôi là đã khó rồi, chứ huống chi mà hai bên ngăn cản. Cái này khó. Bạn gái trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một thôi à. Rồi cũng một. Chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay hơn năm rồi. Lý do tại sao? Lý do là tại vì em không có thích bị ràng buộc. Rồi giờ có bạn trai nữa thì cũng ràng buộc rồi sao? Em không có thích tính ràng buộc. À, sở thích của em là gì? Em rất thích ăn ạ. Ăn cái gì? Ăn một là những món em tự nấu. Là tự nấu tự ăn? Dạ. Cô này cũng lạ, thường thường là thích mình nấu để người khác người ta ăn. Nhưng mà cô gu lạ ghê nha. Và ngoài sở thích đó ra mà có sở thích gì nữa không? Dạ, đi du lịch ạ. Em thích đi với người lạ thôi. Ủa là sao? Thích đi với người lạ là sao? Tại vì em hay theo dõi những cái trang web tổ chức lịch đi á. Thì em đăng ký để đi theo thôi. Mình đi thì mình đi riêng xe của mình, nhưng mà ý là đi chung với đoàn. Thì ở đó toàn là người lạ thôi, nhưng mà người ta rất là thân thiện à. Người quen không có thân thiện đúng không? Người quen thì mình quen quá rồi. Nhưng mà nếu em đi nhiều vậy, tiếp xúc với nhiều người lạ vậy thì trước lạ sau quen, thì đáng lẽ là em phải tìm được bạn trai chứ sao em phải cần nhờ tới chương trình? Riêng em nghĩ là mình không có duyên gặp được người mà mình thích. Em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào?
Em muốn kiếm người đầu tiên là ít nói rồi. Anh này ít lắm á. Anh ít nói. Đúng luôn rồi đó. Tốt bụng. Anh này tốt. Có thể bao dung. Bao dung có luôn. Rồi xác định là làm ở thành phố luôn. Em có thể những cái dịp lễ đồ em vẫn thể theo về, nhưng mà xác định cuộc sống chính thức là ở thành phố. Nhưng mà ở thành phố làm dâu được không? Dạ được. Em có xác định ở thành phố hay không? Dạ, nơi nào môi trường tốt, tạo điều kiện cho mình làm ăn và phấn đấu tốt, mình sinh hoạt tốt thì mình sẽ ở. Nhưng cô kia cũng thích ở thành phố, mặc dù thành phố có đôi khi không có làm ăn được. Em đã muốn lập nghiệp và sinh sống ở đây, cho nên là về vấn đề đó thì em yên tâm. Rồi được. Còn ai gì nữa không em gái? Dạ chỉ thế thôi ạ. Có đặt ra ngoại hình giống ai, tiêu chuẩn như thế nào gì không? Dạ cái đấy em không quan trọng lắm rồi. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích cái tính gia trưởng rồi. Tại em quan niệm nè, đang yêu á thì đừng có bắt nhau phải này phải này. Cảm giác yêu thì phải làm cho mình thoải mái thôi, chứ đừng có bắt ép nhau dữ quá. Còn bản thân mình, em thấy em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là rất là ngang à. Nói thì hơi nhiều, nhưng mà do trên đây ngại nên ít nói. À nãy giờ là ngại đó hả? Dạ. Chỉ vậy thôi phải không? Đơn giản. Còn bạn trai? Em thích tìm người yêu như thế nào? Dạ, biết sống, biết cư xử, hòa đồng với tất cả mọi người, biết kính trường trên nhường dưới, có lễ độ xíu này thì tốt à. Cái này thì dễ rồi. Dạ. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng luôn. Chắc không? Dạ. Đàn ông cứ nói không quan trọng, quan trọng. Đến tuổi này thì chắc em cũng hết. Trời ơi, 30 tuổi mà đến tuổi này em làm thấy ghê quá. 30 tuổi à, có gì đâu mà đến tuổi này. Hiền lắm, hiền khô à. Hiền. Nhìn anh né luôn thấy không? Anh có khuyết điểm gì không anh? Dạ khuyết điểm thì ai cũng có, nhưng mà không có lớn, không có ảnh hưởng tới mọi người. Dạ. Mình có cái điều gì mà mình không thích ở người con gái không? Đừng có bày hay, không nhìn nó không gọn gàng. Cái phong cách ăn mặc thì hiện đại nhưng mà đừng có hại điểm. Tùy từng điều hoàn cảnh mà mình thích ứng với cái ví dụ như ngày hôm nay bạn gái lên đây tham gia chương trình, theo em nghĩ bạn gái mặc cái đồ gì là thích hợp nhất? Một chiếc váy xòe bình thường thôi là được rồi chị. Phải xòe mới được hả? Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Trong năm hoặc là qua năm hoặc là hợp thì đến với nhau bất cứ lúc nào cũng được chị. Mình đã chuẩn bị gì cho cái hôn nhân chưa? Dạ chuẩn bị từ 2 năm trước rồi chị. Nói chung bạn ấy dễ lắm, sao không được, mai cưới mốt cưới không được, nó quan trọng là yêu nhau. Hôm nay lên đây tham gia chương trình thì ba mẹ có biết không? Dạ có chị. Có dặn dò tìm con dâu như thế nào, dặn dò gì em không? Dạ không. Thì ba mẹ ở nhà cũng đối thúc lắm rồi. Một câu hỏi cuối cùng nè, em có ghen không? Dạ yêu thì cũng có ghen với chị. Ví dụ như bạn gái đi tiệc tùng rồi bận đầm có hơi sexy chút xíu thì em có cho không? Mấy chuyện đó là bình thường đó chị. Được rồi, cảm ơn bạn. Dễ, bên đây dễ lắm. Quan trọng ba mẹ thôi. Chào em gái. Chào anh. Anh đến hiền lắm, anh bảo đảm em nhìn là em chấm thôi. Bây giờ vấn đề làm sao để em chinh phục ba mẹ của anh ấy. Em rất được người lớn yêu thích. Ừ cái này là được rồi. Dạ. Tự tin là được. Tự tin như thế được rồi. Ít ai ghét em lắm, tính em là vậy. Anh ấy rất hiền nha, dễ thương. Dạ. Em thấy cũng hợp đấy. Cặp này hợp đó. Ừ. Nhưng mà nếu như bây giờ ảnh tiến tới hôn nhân thì em chừng nào mới chịu? Nếu mà em cảm thấy anh đó hợp với em được thì anh em... muốn một anh muốn trong một năm thôi đó, ba mẹ anh hối thúc dữ lắm rồi. Được không? Vậy phải do tình cảm quyết định chứ. Nếu mà bây giờ để em gặp một người xa lạ mà em bẻo một năm cưới. Nãy em nói em thích chơi với người xa lạ. Em thích cách bạn thôi à. Thôi rồi hai người sẽ nói chuyện với nhau nha. Nhưng vấn đề để anh hỏi người thân trước cái đã. Ý kiến người thân cũng quan trọng lắm. Dạ. Nha. Hôm nay em gái có đi với người thân không? Dạ có. Để em đi với ai? Em đi với bạn em ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ. Dạ, ở chung với nhà nó luôn. Bạn em rất là đơn giản, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là thích bạn. Còn về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành. Về ngoại hình thì rất là ok. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em là em họ của anh. Anh hiền và rất nhiệt tình. Anh cũng rất kỹ tính. Bên bạn gái bên này là rất là xinh, cũng rất dễ tính. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn em. Bây giờ thì tính hai bạn nha, mình tâm sự trực tiếp với nhau, có gì cứ hỏi ảnh nha. Anh hơi ít nói một chút. Kéo mà động đi. Bạn gái rất là xinh luôn, rất là dễ thương. Dạ
anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm cũng được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Anh có thích đi du lịch không? Cái đó là sở thích, niềm đam mê á. Nhưng mà phải đi xe máy á. Anh cũng thích, rất thích đi phượt. Ủa vậy hả? Anh chạy xe tốc độ cao không? Nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ. Ủa vậy hả? Em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn. Hai người đi phượt chung thì ai chở ai? Dạ, tất nhiên là em phải chở chứ chị. Anh có để cho em chở không? Mình đổi tài cho nó vui. Tại vì đúng rồi. Dạ không, cái đó thì em phải đảm bảo sức khỏe để mà có một hành trình tốt. Em rất khỏe. Không, ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em. Mình thay phiên nhau vui mà. Dạ. Em sợ ngồi đằng sau lắm à. Ủa, em tính chạy suốt luôn á hả? Đổi tài một chút thôi, nam người ta chạy 80%, còn em chạy 20% đoạn đường được rồi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu 2 lần thôi. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? Không. Nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu cũng. Trời ơi, lì quá trời thì chứ. Bực bội à, không làm ai nữa, mệt nghỉ. Con ta chở vô khi đi có sao đâu. Còn nếu mà cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Nói chuyện khác, nói chuyện khác đi, ngoài vậy đấy, trời ơi, thiệt tình. Nói chuyện tình yêu đi. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Chắc em hỏi suốt luôn vậy. Bây giờ em hỏi anh không trả lời được. Hỏi đi, hỏi kệ, hỏi nữa đi, hỏi thử coi. Tấn công tới tấp cho anh. Không. Ngoài sở thích du lịch, em còn sở thích gì nữa không? Em thích ăn lắm. Em rất thích được ăn. Như anh nấu em có ăn được không? Ồ, anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn. Anh em, thì nấu thì không dở. Thôi, chuyện yêu đương, tình yêu, hẹn hò gì ăn uống hoài. Chơi. Bây giờ mình hẹn hò nhau đi, hẹn chơi hò sao mình đó? Hẹn hò sao nè. Trai chủ động cái coi, bây giờ hẹn hò với bạn gái thì sao? Hỏi sao giờ, anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu, anh hẹn đi chơi liền luôn. Hẹn hò liền ngày đầu tiên đó, hẹn ở đâu? Cái đó thì chắc để liên hệ sau. Trời đất ơi. Thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè. Bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào? Chia sẻ trước khi chúng ta quyết định. Anh thấy em cũng dễ thương, năng động, hoạt bát. Em có thích không? Dạ, cũng thích. Anh hiền quá. Anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được. Cái khuyết điểm lớn của anh là không tự tin trước đám đông. Anh cũng muốn chủ động mà để cho em mình. Nhưng mà thật cảm xúc nó rất là hồi hộp anh. Tiếp tục đi đó, được rồi đó. Hả? Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì đấy, em vừa mới bảo ấy. Em có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào. Bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy, em sẽ hẹn ở đâu? Theo sở thích của em, anh rất chân thành và nhiệt tình. Đó. Nếu em đồng ý mình tìm hiểu với nhau thì anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Anh nghĩ cái tính em năng động vậy á, nhà anh có chấp nhận được không? Ba mẹ anh rất là hiền, nhiệt tình và thoải mái lắm. Dạ. Cho nên là vấn đề đó em khỏi lo. Thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình, chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều. Hả? Em thuyết phục một câu gì đó nữa. Mình đã lên đây rồi, mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và... Không phải câu đó. Mình nói từ trái tim mình, suy nghĩ gì cô ấy, nãy giờ mình cảm nhận thế nào, mình mong muốn điều gì. Suy nghĩ cho kỹ nào. Em, cô Khánh Linh, anh nói thật, nếu mà anh phải đi theo em thôi. Nào, nói gì đi em. Em không biết nói gì. Nói câu gì, một câu một thôi. Nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút. Nói được luôn hả? Thôi mình thể hiện bằng nút bấm thôi. Ta đã nói người ta thích thể hiện bằng hành động rồi. Lời rồi. Ép người ta hoài. Thôi bây giờ là giây phút quan trọng. Cả hai bạn đều suy nghĩ thật kỹ. Hãy đi đến quyết định, bấm hay không bấm. Nào. 1 2 3 Hết thời gian.
Sao em không bấm nút? Em thích một người ít nói nhưng mà nói những gì cần nói. À, rất tiếc cho em đấy, anh nói thật. Cô gái rất là dễ thương. Cô dễ thương lắm. Cô cũng muốn bấm nút đấy nhưng mà không nói cái gì làm sao bấm được. Nhiều khi là em chưa thấy được, chưa thấy được cái điểm em thích. Mình có thể sau ngoài chương trình thì mình có thể gặp nhau ở ngoài và mình trao đổi thêm và tìm hiểu. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi chương trình và biết đâu những người đó sẽ là một nửa của các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em may mắn trên con đường tìm người yêu thương của mình nha. Em cảm ơn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ngồi đi bạn. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào quan thể hôn trường, chào MC Quyên Linh và Cát Tường. Em tên là Nguyễn Xuân Minh, đến từ Hà Tĩnh, đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề thì kinh doanh bất động sản. Hiện nay là 35 tuổi. Hả? 35 tuổi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyên Linh, chào toàn bộ quý vị khán giả và bạn bên kia bức rèm. Em tên là Dung, em năm nay 28 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện giờ em đang công tác ở đâu? Dạ, em hiện tại đang công tác trên Bình Dương, thuộc công ty QB Việt Nam ạ. Rồi. Vậy thì thuận lợi cho hai bạn đều ở Bình Dương hết. Dạ. Bạn gái hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là khéo tay ạ. Thường hay đan móc, thêu thùa, làm tranh giấy thủ công ạ. Còn điểm yếu của em thì hơi nhát trước đám đông và thường nhát trước bạn trai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ, hòa đồng, đam mê thể thao, văn hóa văn nghệ. Điểm yếu thì hơi nhẹ dạ cả tin tí. Nhẹ dạ cả tin hả? Dạ. Cái này là quà tặng dành cho bạn trai ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng. Cái rồi. Cái này tự tay em làm đó hả? Dạ. Rất là đẹp thưa quý vị, thấy chưa? Có chữ bạn muốn hẹn hò đó. À, bạn muốn hẹn hò. Có mặt trời, có hai đứa tung tăng, có hoa. Em làm như vậy là mất thời gian bao lâu? À, mất một buổi tối á. Rất đẹp, rất trân trọng. Bây giờ mình nói về tình trường một xíu đi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Em mới có một mối tình, đó là mối tình đơn phương. Sau này người ta có người yêu thì em mới phát hiện ra là em thích người ta. Có nghĩa là lúc đó yêu đơn phương mà đối phương cũng không biết. Dạ. Trời ơi. Tại do nhút nhát quá không nói đúng không em? Dạ. Hôm nay mình nói thật, nói thẳng nha. Bạn giờ... trai, có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, có 3 mối tình nha chị. 3 mối tình. Mối dạ. Tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất là 2 năm anh. Được rồi. Hôm nay bạn gái đến đây muốn tìm đối tượng của mình như thế nào? Đối tượng của em về ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Được không? Được không? Bên được kia. Người hơi tròn tròn một xíu tại vì em hơi ốm nên là bù trừ ạ. Ở đây bình thường, bình thường. Sắp tròn. Còn gì nữa em? Tính tình thì hòa đồng, không có keo kiệt. Có keo kiệt không? Không, nói chung là vui vẻ em ơi. Mình có cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Tròn tròn cao cao giống anh Quyền Linh là được. Lại giống anh Quyền Linh. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này ai cũng muốn giống anh Quyền Linh hết. Một tràng pháo tay cho anh Quyền Linh. Rồi bên nhà trai thì yêu cầu sao? Em muốn yêu cầu có bạn gái cao khoảng 1m57 trở lên, hiền lành, trắng trẻo, nhìn cũng dễ nhìn tí. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, không nói nhiều. Không thích nói nhiều đúng không? Em thấy mình có nói nhiều không? Chúng đài thì em mới nói đúng nhiều, chứ còn bình thường thì em cũng nói ít lắm. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không thích bạn gái lăng nhăng, mau me, chúng là ánh mặt gọn gàng. Màu mè đôi khi nó cũng phải có màu sắc chút xíu. Người ta đi ra người ta phải bằng bạn bằng bè chứ, đúng không? Dạ. Có cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng giống ai không? Không chị ạ, nói chúng cứ bình bình được đấy chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55. Thấp hơn chuẩn chị? Thấp hơn chuẩn chút xíu không sao. Chào chị. Nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng hay năm chị. Kinh tế ai sẽ quản lý? Chi tiêu, tiền bạc? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Không? Nhưng mà mình vẫn phải để một ít chứ. Không đi đâu mà xin kỳ lắm. Bao nhiêu phần trăm? Khoảng 10%. Trời ít vậy. Trả giá lên 20 đi. Trời 10 ít lắm. Thanh này thật thà quá à. Mày mốt cho anh 10% nha. Dạ. Để ảnh chi tiêu lặt vặt ha. Em gái là đang công tác ở Bình Dương luôn. Hai người hỏi có gần nhau không vậy? Em ở Việt Nam em. Em ở thành phố mới Bình Dương á anh. Anh ở trên dự án á, hơi xa tí. Đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh Quyền Linh.
Em thấy nãy giờ anh đã nói em tưởng tượng là anh sao chưa? Thấy chắc là nhỏ hơn anh. Nhỏ. Ồ, bức tranh đẹp quá. Tự làm đó anh, làm một đêm đó. Làm đêm luôn hả? Có khiếu lắm. Em có không thích điều gì hết người chồng của em không? Em không thích là hút thuốc á. Có thuốc không con trai? Không ạ. Nhậu thì được nhưng mà đừng có lầy lội quá. Có lầy không? Không, nhậu thì say đi ngủ thôi. Say chứ không có lầy. Thôi được rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu, với bạn đồng nghiệp và bạn thân ạ. Rồi, cho chào gia đình của bên nhà gái đi. Em xin chào chương trình và xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Hương, là chị dâu của Dung ạ. Thấy giờ anh này được không? Thấy hợp với bạn em không? Anh này thì được nhưng mà cao tuổi. Hơi cao tuổi. Dạ, nhưng mà không có vấn đề gì. Như thế thì mới là chững chạc, mới có thể là đáp ứng được yêu cầu của em. Cao hơn cũng 7 tuổi. 7 tuổi rồi. Cảm ơn em. Bên nhà trai mình đi với ai? Đi với chị, với anh. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và quý vị khán giả. Em thấy bạn gái bên này hiền. Cảm ơn chị. Giờ còn Minh á, Minh quyết định hay không thì hai bạn quay lại cho nhau cơ hội. Thì em xin hết ạ. Dạ, rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ mình kéo màn lên nha. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Thôi anh tặng em món quà. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Làm cả đêm đấy. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng được, hiền lành. Em thì cũng không quá hiền lắm đâu. Mày lại giữ hả? Nói chung là cũng hơi giữ giữ. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền, nhìn cũng rất là chững chạc. Còn nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Nếu mà hẹn hò thì em thích đi xem phim cũng được, hoặc là đi cà phê nói chuyện để mình hiểu rõ nhau hơn. Dạ. Kế hoạch hẹn hò sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần rồi khi nào đám cưới? Nếu mà hẹn hò thì tuần gặp lần. Dạ. Ít quá vậy. Thôi gặp ít thì chất lượng chưa? Rồi mình bàn nhau có con cái, muốn sanh mấy đứa, trai gái gì tính luôn đi. Em thì em rất là thích con gái. Vậy hả? Dạ. Anh thì gái trai cũng được, nhưng mà ưu tiên con trai hết. Rủi đẻ không được con trai rồi sao? Đẻ không được con trai thì đẻ con gái được thôi chị, hai đứa được không? Hai ba đứa chứ được. Hai người đứng lên đi. Đứng lên đây. Cô, em đứng lên đây. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào lần nào. Đây là lần đầu tiên đấy. Nắm tay đi. Nắm tay bên kia luôn. Nắm chặt lấy. Cảm nhận. Nhìn nhau, nhìn nhau. Hai người nhìn nhau cảm nhận. Tôi cho hai người nhìn nhau 2 tiếng đó. Rồi... Nhiều quá anh. Hả, nhiều quá hả? Thôi thì 2 phút. 20 giây thôi. Rồi hai người nhìn nhau đi. Để xem cảm nhận nắm tay chặt có thế nào. Có rung động thế nào. 20 giây đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô chưa nhìn nắm cổ tay kia, trời ơi, nhìn tôi chứ. Ủa thì chưa hết mà. Hết rồi anh. 19 giây rưỡi đó. Thôi rồi. Rồi bắt đầu trở về ghế đi. Nắm tay như thế, mắt nhìn nhau như thế, trò chuyện như thế. Bây giờ các bạn hãy nói thật đi. Mình đang suy nghĩ điều gì về đối tượng mình đang nói chuyện. Mời các bạn. Anh thấy em cũng hiền, anh chúng cũng được. Nói nữa đi, còn ít quá, nói nữa đi. Nắm tay 20 giây mà nói có 2 giây à? Cũng chưa có cảm giác gì không? Thấy tim mình có đập gì không? Có rung động gì không? Không. Chưa luôn? Dạ, bình thường. Bạn gái cũng muốn nói gì không? Thì em cũng muốn nói với anh rằng là mình hôm nay đến đây gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Thì nếu được thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em nghĩ rằng thời gian ở trên này cũng không có nhiều để mà mình hiểu được một con người. Rồi. Hết thời gian. Mời bạn đặt tay vào nút bấm. Quyền bấm nút hay không là do các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Vậy là không ai bấm cả. Đây, cầm quà của mình đi bạn. Tại sao bạn nữ là không bấm? Thì như hồi nãy anh câu cuối anh có nói rằng là tim anh chưa rung động. Thì em nghĩ rằng là mình không có duyên lắm. Nếu như vậy thì mình để nhường cơ hội cho người khác ạ. Đúng rồi, nhưng mà thật sự em có rung động không? Nói thật thì, lòng mình đi. Nói thật lòng mình thì bước lên đây là em đã run rồi. Nhưng mà còn nếu mà gặp bạn trai mà để rung động thì cũng chưa có.
Thôi, nói như bạn gái, chúng ta hãy dừng cơ hội đó cho nhiều người xem truyền hình nữa. Cả triệu khán giả đang theo dõi, biết đâu có anh chàng nào đó sẽ bấm nút cho em, và biết đâu có cô gái nào đó sẽ bấm nút cho bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn hai bạn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ thưa chị, em tên là Nguyễn Thị Tường Vi. Năm nay em 27 tuổi, đến từ huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng. Thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Em đang công tác tại phòng kế toán của công ty cổ phần thực phẩm CJ Minh Đạt ạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin kính chào toàn thể quý vị đã đến xem cái kỷ niệm này, và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Bùi Đức Huy. Em năm nay 27 tuổi. Em đang giảng dạy giáo viên tại trường trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn. Lĩnh vực chuyên ngành của em là bên cơ khí. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Củ Chi, nhưng mà hiện tại em đang sống tại Sài Gòn cùng với gia đình. Rồi. Củ Chi, Sài Gòn hả? À quá ha. Bạn nữ giới thiệu một chút xíu về mình đi, ưu điểm, khuyết điểm của em. Dạ thưa chị, em có một số ưu điểm như là em là một người rất là hoạt bát, lanh lẹ, tuy ít thông minh nhưng mà lại rất là nhanh nhẹn. Tính cách em thì rất là thẳng thắn, ít thù dai. Đặc điểm của nghề nghiệp cho nên em là một người rất là cẩn thận và biết quản lý tài chính. Tốt, biết quản lý tài chính là mỗi người vợ. Rất tốt. Xin mời chàng trai Củ Chi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Ưu điểm thì nhiều lúc là mình cầu toàn quá mức. Em cũng có khá nhiều những cái đam mê theo đuổi. Nhưng mà có cái khuyết điểm là nhiều lúc là mình hiền quá, chưa có thể hiện ra được hết cái ưu điểm của mình. Về tình trường, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, tính đến thời điểm này á thì 27 năm qua em chưa có một mối tình vất vai nào hết chị. Em có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ thưa chị, theo em nghĩ là có 3 nguyên nhân chính. Đó là thứ nhất á, là do trước đây thì em không học ở thành phố Hồ Chí Minh, em học ở trên Đà Lạt, thì bắt tay vào một cái gì đó thì khá là chú tâm tới. Thì lúc đó em lo ổn định cuộc sống trước và chưa có dành thời gian cho nó. Rồi. Thứ hai đó là em là kế toán nữ chiếm đa số. Lý do thứ ba đó là em đăng ký chương trình này cách đây là chắc một năm. Thì trong một năm đó là em không dám quen ai hết. Em sợ là khi chương trình gọi thì mình không được thêm nữa. Trời ơi, người phụ nữ đức tính chung thủy. Dạ rất là chung thủy chị. Còn bạn thì có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì mối tình chính thức thì chưa có trải qua. Tuy nhiên là cũng có trải qua những cái mối tình kiểu như là đơn phương. Thời đại học, thời đi học hơi nhát với lại con gái. Do đó là nhiều lúc là cũng không thực sự tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Mình có nhiều cái đam mê, thường mình dành cái thời gian cho cái đam mê của mình đó. Anh ơi anh, dạ? Nãy giờ nghe anh nói là anh có rất là nhiều đam mê, nhưng mà em chưa có nghe rõ được là mình có đam mê trong lĩnh vực nào vậy anh? Mình có đam mê âm nhạc, mình chơi nhạc cụ, đam mê viết blog. Thì chủ yếu là viết về những cái đề tài như là thể thao, du lịch, ảnh. Nhưng mà tức là quá nhiều đam mê, giờ không có đam mê lấy vợ hả? Con trai mình đến khoảng 25-26 tuổi thì bắt buộc là phải nghĩ đến cái gia đình, phải nghĩ đến một cái mối tình, một cái người mà mình có thể chia sẻ cùng cái đam mê của mình, cùng mình là coi như là xây dựng một cái mối quan hệ lâu dài, cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui trong cuộc sống, hai người có thể đồng hành với nhau. Rồi, lâu dài. Hỏi gì nữa không? Dạ có. Em hỏi câu nữa anh nói tới chuyện. Anh ơi, em có nghe anh nói là anh có đam mê về âm nhạc, vậy bây giờ em có thể được nghe một cái một bài hát để em có thể chia sẻ cái đam mê với anh được không ạ? Vậy là mình xin cùng cái nhạc cụ của mình hôm nay đem theo. Rồi nghe anh ấy đàn nha, thử nha. Được không? Quá mê luôn. Thích giai điệu loại nhạc này không em? Dạ thích anh. Thích hả? Không nghe đàn kêu nó tích tịch tình tan quá vậy. Thôi nói chứ nãy giờ anh đàn đó. Dạ tôi nghi lắm. Bạn đồng hành với tôi biết mà, tôi nghe tiếng đàn mà có mấy nút nó tẹt tẹt là tôi nghi rồi. Thôi bây giờ là anh ấy chơi đàn em nghe này nha. Dạ. Thank you.
Em cảm nhận tiếng đàn nó như thế nào? Rất là đam mê. Chị không hiểu em thì sao, nhưng mà chị nghĩ nếu như hai đứa ở chung mà có gây lộn, chứ cần bạn trai ôm cái đàn mà đàn như vậy thì bao nhiêu cái nỗi bực dọc chị sẽ tan biến hết. Nãy giờ chị ngồi chị nghe mà chị thấy phiêu, mà thấy phê dễ sợ. Hôm đó có một cặp cũng giận như đó, anh lấy cái đàn ra đàn cổ đập bể cái đàn luôn. Rồi bây giờ mình chưa có một người bạn trai nào hết, nhưng mà mình có đặt ra cái người mẫu lý tưởng của mình cần tìm là một người như thế nào hay không? Thứ nhất là về mặt ngoại hình, là do ngoại hình của em khá là nhỏ nhắn và xinh xắn, cho nên em mong em gặp một bạn nam cao 1m65 trở lên, có thể có tóc hoặc không có tóc, nhưng mà tóc có thể là không dài và không nhuộm những màu như là đỏ xanh. Không có tóc lấy gì nhuộm? Dạ nếu mà có tóc thì không nhuộm vậy. Da mặt có thể đen hoặc trắng, nhưng mà đừng có để râu, bởi vì nếu em để râu thì em có cảm giác là sợ hơn là thích. Tiếp vậy. Móng tay. Móng tay thì... Có thể dài, có thể ngắn. Không, không thể dài. Và đừng có sơn. Ai đâu con trai mà để mà sơn. Dạ chị, đó là không biết luôn chị. Người ta đàn, người ta để móng tay rồi sao em? Nhưng mà bên đây ảnh guitar thì một tay này ảnh cắt để anh bấm nốt là ok, nhưng mà tay này anh móc. Do là đam mê tiếng đàn quá nên có thể du di. Để được một bàn. Nhưng mà có thể là phải gọn gàng và sạch sẽ. Sạch chứ sẽ. Đừng có để móng tay dài quá. Chị tưởng em nói là tay có thể dài có thể ngắn, miễn đừng có đất là được. Rồi ăn mặc thì có thể là đừng có hoa hè, đừng có màu mè. Rồi có thể không thơm tho nhưng mà phải sạch sẽ. Đó là về ngoại hình. Còn về mặt tính cách thì em là một người nói khá là nhiều. Mặc dù là kế toán cho nên em rất mong là bạn trai của em sẽ là một người ít nói. Nói ít làm nhiều, nói nhiều làm nhiều, nhưng mà đừng có nói nhiều và không làm. Bạn có thể làm bất cứ nghề gì cũng được, nhưng mà đừng có vi phạm pháp luật và làm biến là được. Bạn có thể chia sẻ với em, có thể chia sẻ với em những cái công việc như là nam công gia chánh đó chị. Tự vì nam công gia chánh hả? Trời ơi, bạn trai có nam công gia chánh không? Cái những cái việc nào như là nam công gia chánh thì em không giỏi, nhưng mà em nghĩ là em có thể làm được. Em có viết với cái giấy em ghi coi gì quên. Đầu giờ hơi dài đó. Rồi, còn bạn trai? Do là tính mình cũng hơi ít nói. Bạn ấy là... Nói nhiều hả anh? Gặp trúng em rồi đó. Vui vẻ, hoạt bát, chiều cao thì không quan trọng, dễ thương, xinh xắn. Thấy là mẫu người phụ nữ của nghĩ tới gia đình. Dạ, giống như đang miêu tả em đó anh. Anh ơi, anh có điều gì không thích ở phụ nữ không ạ? Mình không thích phụ nữ cầu kỳ quá. Cứ tự nhiên thôi. Cô ấy đừng ăn mặc thoải mái quá. Sao? Thoải mái là sao anh? Tự nhiên em nói thoải mái, bên đây cổ ôm người cổ lại là thoải mái gì? Thoải mái là sao? Dạ là đừng hở hang quá. Nói chung là đàng hoàng lịch sự. Dạ. Đàng hoàng lịch sự. Ủa vậy mấy người hở không đàng hoàng lịch sự? Ví dụ mà đi tiệc cưới thì mình có thể mình trang điểm một chút xíu, mình ăn mặc cho đẹp chút xíu. Còn bình thường thì trong cuộc sống hàng ngày thì cứ trang phục cứ bình thường đơn giản là được. Tính tình cũng đừng có nhạy cảm quá. Xem một cái phim gì đó mà hay là xúc động gì đó cổ khóc nhiều chứ. Cảm xúc của nó bình thường mà, phụ nữ thì người ta vậy có sao đâu. Anh ơi, cảm xúc là không giới hạn anh. Mình bị chú tâm quá nhiều vào cái những cái bộ phim mà khác xa bên ngoài quá. Anh ơi, em có thể hiểu là không sống ảo được không anh? Đúng rồi, có thể là như vậy. Em có thích cái phim gì không, hay tình cảm có khác gì không? Mình coi nhưng mà mình đặt cảm xúc lúc đó thì được, chứ mình không đem những cái ảo trong phim ra ứng dụng với thực tế thì em nghĩ là được. Là em không có sống ảo đúng không? Đúng rồi, em là người sống rất là thực tế chị. Hồi hai người nói chuyện nhau đi. Hai người cũng khá lành á. Mình chỉ coi mắt hai bên đi coi. Dạ em chào anh Nguyên Linh. Chào em, lành quá. Ngoài lành này còn đẹp nữa. Được, tự tin là tự tin. Một bản chất tốt. Dạ. Nhưng nó cũng phải có giới hạn. Dạ. Anh bên đây á, anh thật sự người cũng rất là chân tình. Dạ. Hai người gặp nhau hợp đó. Em thí dụ làm dâu, em làm dâu được không? Dạ bao làm dâu được. Bao làm dâu được. Thì được rồi. Tôi tin lắm. Thôi để hai người này nói chuyện đi. Anh thấy hai người này hợp. Không, nhưng mà tôi phải hỏi anh này chút xíu nữa. Hỏi gì nữa? Chị coi như móng tay móng chân. Đó. Đưa tay ra coi. Không lành. Rồi sao đất không vậy? Nè. Rồi tay kia. Mà kia nó hơi dài. Nó xấu tay nãy tao móc dây đàn nó dính vô đen đó. Đất không à. Cái dính cái dầu mà vậy bên. Đúng rồi đây nè. Máy móc. Bóc vô đây nè, nó dính màu đen nè. Coi gì nữa mà em, coi gì nữa em? Coi tóc tai chị. Tóc tai hả? Không. Tóc màu gì chị? Không, màu đen được em. Có thể là quy hoạch được. Cao thấp? Dạ, cao 1m65 rồi mà. Em cao nhiêu? Dạ, em cao 1m68. Nói thách quá, đứng lên coi. Làm gì mà cao 1m68, 1m65 thôi, ngồi xuống.
Giá là tao 68 thì tôi nói 65 là 65. Chị ơi, chiều cao là nó tăng lên. Nếu như cao 1m65 thì em mang giày 10 phân, nhưng 1m68 là em mang 12-13 phân đó chị. Chúc gặp nhau đi hai người nói. Hai đứa mình đi xuống luôn đi anh Linh ơi. Để cho hai người nói đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi kiến người thân chút xíu rồi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với lại hai anh chị đồng nghiệp với lại hai người bạn của em. Cô gái bên đây có vẻ bù trừ với em Huy. Em thì ít nói, bạn này thì lanh lợi hoạt bát, có thể làm phát ngôn viên tương lai cho em. Dáng cao, khớp. Khớp. Ăn khớp với nhau. À dạ khớp khớp. Rồi, em có đi với ai không? Dạ thưa chị, hôm nay em đi với ba người em của em và hội đồng thẩm định từ đến từ công ty em ạ. Có hội đồng thẩm định nữa hả? Dạ đúng rồi. Em đại diện cho bạn Vi là em cùng công ty. Hồi nãy giờ thì cũng có một xíu gì đó rất là vui và yên tâm. Thì em chỉ muốn nói với Vi vậy thôi. Yên tâm rồi ha. Dạ. Bây giờ kéo màn lên. Giây phút quan trọng của hai bạn đã đến rồi. Rồi kéo màn lên. Đi đâu vậy? Quay qua đây nè, quay đâu vậy? Chào anh. Khá là hồi hộp. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Rồi. Em nói trước ha. Em nói. Em là một người không phải là người hay nhõng nhẽo, không phải là người hay mít ướt, nhưng mà đối với các mối quan hệ thì em lại là người rất là có tâm và rất là nghiêm túc. Đặc biệt là trong mối quan hệ tình yêu mà muốn phát triển và bền vững á thì phải đến từ hai phía. Điều mà cần á là mình phải tôn trọng nhau, chia sẻ những khó khăn và mình cùng tận hưởng những cái hạnh phúc và những cái niềm vui trong cuộc sống. Đó là quan điểm của em về tình yêu. Còn anh ạ? Anh quan điểm tình yêu thì chân thành, tôn trọng lẫn nhau. Dạ. Có thể chia sẻ với nhau những cái niềm vui, thậm chí là những cái nỗi buồn trong cuộc sống. Vậy là cùng quan điểm với em. Vậy là bấm nút hen. Tao nói coi nhanh vậy. Trong một tuần thì ai cũng có công việc của mình hết. Công việc nó cũng khá là bận rộn. Nếu mà có cái thời gian vào cuối tuần mà rảnh thì chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian chơi chơi vui vẻ. Dạ. Nó sẽ rất là thuận tiện cho cả hai. Dạ. Tình yêu mà, nó đâu phải là một cái gì đó nó cần phải rõ ràng. Ừ, nó không phải là lịch học 3-5-7 thì mình hẹn hò, 2-4-6 thì mình làm cái gì đó, mà nó sẽ là tự nhiên. Em thích cái điều đó. Anh cũng suy nghĩ giống như em. Nếu sao mà... mình giống nhau vậy? Anh thấy em là dễ thương, lanh lợi, thông minh. Thì anh hy vọng là chúng ta có thể sẽ có một cái mối quan hệ lâu dài hơn. Anh cảm thấy em hợp với anh. Dạ, em cũng thấy vậy. Rồi. Hãy suy nghĩ thật sâu sắc nha các bạn. Hãy nhắm mắt lại, kiểm tra tất cả những gì mình suy nghĩ. Cặp này đâu cần MC. Không cần đâu. Không, cặp này phải hôn má mới được. Cặp này tôi chưa đếm mà đã bấm nút rồi. Mời bạn trai. Em hãy bình tĩnh. Em sắp. Không phải vậy chứ. Nụ hôn của cổ em như là đau khổ em vậy đó. Không, em thưởng thức bằng vẻ mặt đó đó chị. Vậy hả? Thưởng thức đó hả? Đúng rồi. Đây là một chiếc vé xem phim của hệ thống cầm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào quý khán giả. Em tên là Phạm Luân, năm nay 31 tuổi. Công việc của em là nhân viên hành chánh văn phòng, lĩnh vực là bên bất động sản. Em đến từ Sài Gòn. Đến từ Sài Gòn luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Em chào anh Luân ạ. Em là Bích Ngọc, em 28 tuổi. Hiện nay thì em đang làm kinh doanh về thiết bị y tế. Ngoài ra thì em còn có làm thêm nữa là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. À, em quê ở đâu? Em ở Quảng Ninh ạ. Bạn trai giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Em sở thích của em thì thích đi du lịch, với lại đôi lúc rảnh rỗi thì xem phim Hồng Kông TVB. Điểm gì? Thích xem phim Hồng Kông. Dạ. Tại vì mẫu người lý tưởng của em là Hồ Đình Hưng. À, vậy đó hả? Tại vì bản chất của em là không được thông minh, cho nên là em kiếm một người bạn gái có tính cách thông minh một chút. Ở đây có cô giáo nè, được không em? Dạ được, em thích cô giáo tiếng Anh lắm ạ. Điểm mạnh điểm yếu em kể hết cho bạn bên kia nghe luôn đi. Điểm mạnh của anh á là có trách nhiệm, khi nào đó nhận lời ai hứa gì rồi làm đến nơi đến chốn.
với lại là có tính nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong công việc. Còn điểm yếu thì nhiều lắm, xấu tính lắm, nóng tính, tay cằn nhằn, hay giọng trái chém thớt. Thôi rồi. Ai gì? Giọng trái chém thớt. Cái gì nữa em? Kỳ vậy? Hết rồi. Trai mà hay cằn nhằn. Thì người ta nói chị, người đàn ông cằn nhằn mới là người đàn ông tốt. Hả? Tôi mới nghe cái thông tin này luôn á. Ủa đó ai là cá rồi ai là thớt? Ví dụ như ở ngoài em bực cái gì đó rồi về thì em chỉ muốn im lặng thôi chứ đừng có hỏi nhiều quá, rồi em hay nổi cáu lên. Ủa em giận ngoài đường em về nhà em chém vợ em hả? Dạ không, cái đó thì không biết nói nào đâu. Nãy giờ em nghe anh nói về điểm mạnh điểm yếu của anh nè, em có hoang mang gì không? Hoang mang lắm chị. Anh ơi, bình thường thì anh có cái mức độ nào hay có dấu hiệu gì bảo là em ơi đừng nói nữa không thì anh chém hay cái gì đó không? Dạ không có đâu em ơi, anh họ chỉ kêu là thôi em đừng có nói nữa để cho anh suy nghĩ một chút, chứ anh không thích phụ nữ cằn nhằn nhiều quá. Ủa sao em kỳ vậy? Sao anh cằn nhằn mà anh không cho người ta cằn nhằn? Thì em cằn nhằn thì được chứ phụ nữ mà cằn nhằn nhiều quá thì đàn ông nó không thích. Lỡ mà em không kiềm chế được, em cũng cằn nhằn một xíu xíu rồi thì rồi sao anh? Thì lúc đó thì anh sẽ nhường nhịn em. Rồi đến một cái giai đoạn vui vẻ nào đó anh sẽ cằn thì nhằn anh sẽ nói ra để chia sẻ chứ không phải cằn nhằn. Không, anh này vui nè. Được, dễ thương. Em vẫn hơi sợ. Đôi lúc trong cuộc sống nó bình yên quá, nó cũng không vui. Đúng rồi, vợ chồng phải có cái gì đó sóng gió. Chắc chắn là phải có mâu thuẫn với nhau chứ đâu thể nào mà suôn sẻ được. Đúng rồi, quan trọng ta hiểu nhau. Đúng, quan trọng hiểu nhau, tôn trọng nhau. Đúng rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em có điểm mạnh mà cũng là điểm yếu luôn là em hơi tự lập quá. Thực ra em vào trong này công việc dạy chỉ là công việc phụ thôi. Công việc chính của em là làm kinh doanh về thiết bị y tế. Em có mở công ty nên cũng hơi bận rộn để mà tìm kiếm bạn trai. Em chỉ sợ là con gái mà cá tính mạnh quá thì bạn trai lại không thích. Chị nghĩ là không phải đâu, tại mình chưa tìm được cái người đúng với mình á. Mà đàn ông giờ cũng ngộ nữa, phụ nữ người ta giỏi thì mình đỡ cực. Làm không bằng mình cái tự nhiên cái tự ái xong rồi cái kiếm chuyện giận cá chém thớt đồ này kia. Tự nhiên nó xấu đàn ông bệnh vậy. Sao anh ơi? Trời đất ơi. Đó, phụ nữ người ta có điểm mạnh vậy đó, anh thấy sao anh? Chung là tuyệt vời, tại vì theo ông bà ta hay nói là phía sau người đàn ông luôn có một người phụ nữ. Đúng rồi, vợ hơn chồng là nhà có phúc. Đúng. Tình trường của anh sao anh? Thời còn học đại học thì một năm rưỡi, do tính tình hồi xưa là bốc đồng quá cho nên là không ai nhìn như ai, cho nên là người ta chịu không nổi, người ta theo người khác. Đó chỉ có một mối tình thôi đó. Dạ hả? Đúng rồi. Vậy là cũng không có kinh nghiệm về tình trường cho lắm. Bạn gái thì sao? Em cũng có hai mối rồi ạ. Hồi sinh viên thì em cũng có quen một bạn, sau đó thì cũng một thời gian sau thì em có quen một anh nữa là bạn của anh chị em. Quen thì quen qua anh chị em giới thiệu ạ. Anh ấy người thành phố. Anh đó người thành phố. Dạ anh. Rồi là em cuốn gói đi vô đây. Dạ anh. Là đi theo là bắt đầu sự nghiệp trong này. Rồi giờ anh đâu? Ơi anh lấy vợ rồi ạ. Sao kỳ vậy? Anh nào mà nhẫn tâm vậy trời? Cũng là do gia đình ba mẹ anh ấy cũng hơi khó. Ba mẹ anh ấy nói là em con gái Bắc rồi xa xôi rồi không môn đăng hộ đối, tại vì nhà anh ấy cũng khá dạ. Vì sao lúc đầu em không tìm hiểu cho kỹ đi rồi hẳn cuốn gói đi theo người ta vô đây làm chi rồi? Hồi đó em còn non á. Giờ già chưa? Em thấy cũng còn chưa già nhưng cũng đỡ non rồi. Đỡ non ạ. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ em cảm nhận anh bên đây làm sao? Anh em đoán anh người anh như thế nào? Anh tướng tá đòi chém người ta đó thì em đoán đi. Cái tướng anh đang ngồi làm sao? Tướng anh ấy chắc như thế này. Chị cũng nghĩ anh kiểu cao cao mớm ha. Dạ, em thấy nhẹ nhàng. Đúng không mọi người? Không phải hả? Bên đây người ta hơi phong độ đó nha. Em nghĩ anh ăn mặc đồ sao? Sơ mi. Đúng. Sơ mi sáng màu. Đúng. Sáng màu luôn hay vậy. Em nghĩ anh ấy 31 thì anh ấy sẽ chăm sóc về ngoại hình chút. Và nhất là lên đây lên hình nữa. 31, anh 31 tuổi đúng không ạ? Ừ, anh 31 tuổi, tuổi con cọp. Tuổi. Hai người có coi tuổi không? Em thì không quan trọng lắm về vấn đề tuổi tác, nhưng mà cái anh mà kéo em vào đây cũng tuổi con cọp. Cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn một người cũng công việc cũng ổn định, ngoại hình thì chỉ cần đừng khập khiễng với em quá là được, là người biết thông cảm và chia sẻ với em trong công việc nữa. Rồi. Tại vì em rất là bận. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích nhất là gia trưởng. Có gia trưởng không em? Dạ không có đâu chị ơi. Gia trưởng là người ta ép cái tôi vô người khác, còn em là lắng nghe chia sẻ.
Vậy cái mẫu người bạn gái của em cần tìm là như thế nào? Thứ nhất là về ngoại hình thì cao 1m56 được rồi. Còn về tính cách thì thông minh. Em không thích là đặc biệt là không được hỗn, với lại là không có gọn gàng. Em thích con phụ nữ gọn gàng hơn. Hổn. Không thích hỗn hả em? Dạ. Anh nghĩ chắc cái từ hỗn đó hồi xưa có chứ giờ chắc không có đâu. Nãy giờ ngồi sao? Nãy giờ ngồi vậy đi trang vậy đó, một kiểu thôi. Giờ bên kia đoán em sao biết không? Ngồi khúm túm túm là vậy nè, đó túm 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 cuối cuối xuống khúm núm á, đó 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 túm túm vậy đó. Ngồi vậy chỉ có anh thôi. Mình có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Thì nãy giờ em chia sẻ là không thích mấy cái vấn đề đó thôi. Với lại đừng bao giờ mà sau khi mà cãi nhau á, vợ chồng chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn rồi, chứ đừng có cãi nhau là xách vali về nhà mẹ thì cái đó không được. Có nghĩa là có chuyện thì phải ngồi từ từ giải quyết. Nhưng mà em đừng có làm người ta sợ, ví dụ em đòi chém thì người ta phải xách vali đi chứ. Yên tâm đi, em là người đàn ông của gia đình, biết phụ việc nhà cho vợ luôn. Làm việc nhà được luôn? Dạ được. Làm được việc gì? Như là chà toilet, Trời ơi. Rồi quét lau nhà. Rồi ngay cả có thể phụ vợ nấu cơm cũng được. Được luôn hả? Được. Biết đi chợ không? Biết luôn, biết chạy giá luôn. Xuất sắc. Thấy không? Xuất sắc nè. Người đàn ông hiện đại nè, biết chà toilet, biết trả giá, biết lo cho vợ, biết càm ràm. Biết càm ràm. Thì cái gì mà không đúng ý em là em càm ràm. Tại vì thường là ý của em là đúng khoảng 70%. Tự tin quá vậy rồi. Ông này cũng khó tính lắm nè, kiểu ông làm hết vậy rồi cái vợ làm gì ông cũng vừa ý á. Vợ đứng nấu cơm cái ông dòm cái tướng. Nấu nướng gì đứng bê bối, quăng bên này rớt cọng rau bên kia, không sạch sẽ gọn gàng, đúng thì, không? Thì nói vậy thì em sẽ phụ vợ em dọn dẹp cái mấy cái đó. Đúng rồi, nhớ nha, nhớ. Hứa nha. Hứa luôn. Chứ đừng có ngồi đó mà cằn nhằn nha. Ra ngoài đường công việc gì làm xong thôi, ai giải quyết người đó, chứ đừng có giận bên đây mà mình chém bên kia, khổ lắm. Rồi, để anh qua coi đàn gái thế nào nha. Chào em. Em chào anh Ly. Nói vậy thôi chứ anh bên đây anh dễ thương lắm. Em nhìn mặt rất là có cảm tình nè. Bên đây giám đốc đúng không? Dạ. Bên đây cũng là em làm gì công ty em? Nhân viên hành chánh văn phòng. Nhân viên hành chánh văn phòng. Đỡ một cái phụ việc nhà cho mình em ơi. Rồi, anh thấy... Quên chưa hỏi gì hết trơn á. Tay mình cũng cực. Gì nữa? Anh chưa hỏi gì hết trơn. Xem đàn gái thấy được quá anh về luôn. Mừng quá. Nãy giờ anh nói á, mày mốt lỡ có chuyện gì anh căng nhằn hoài luôn. Thế em sẽ làm gì? Anh nói nhiều quá em mệt thì em ra một góc em ngồi thôi. Được, rồi cũng được. Bây giờ hôm nay mình có đi với người thân không? Coi được cả luôn. Em có đi với cậu mợ, với bạn em. Cậu mợ ở trong Nam đúng không? Dạ. Rồi, cậu thấy sao cậu? Cậu ruột ạ. Cậu ruột. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Và MC Mỹ Được. Dạ, chào dạ. Cậu. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Nguyễn Thanh Bình. Hiện đang ở dưới Nhà Bè, công ty xăng dầu khu vực 2. Wow. Nhận xét về anh bạn thì nói chung quy là con người đàn ông, con người á, nói chung mạnh mẽ, nói chung là cũng được, tính cách được. Nhưng mà nói chung là còn phải tìm hiểu nữa. Theo như bản chất của tôi ấy, bản tính của tôi ấy, thanh niên này là chỉ làm bạn thôi, bạn bè. Và vậy mình tìm hiểu tiếp. Thế thôi ạ. Dạ, thế thôi ạ. Dạ. Cảm ơn cậu ha. Hôm nay em đi với ai? Thì em đi với hai đứa em họ. Chào chú Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào em. Còn thấy sao con bên vấn đề bên kia sao? Dạ con? Anh Luân ơi, em thấy chị này rất là hòa bát với lại hòa đồng. Em nói chung là em kết rồi đó. Còn anh thì sao em không biết. Về việc mà sau này tiến hơn á, về làm dâu á, thì em đảm bảo á, trong việc mà bếp núc á, anh em sẽ hỗ trợ chị 100%. Wow. Wow. Yeah. Sướng quá. Rồi, như vậy là hai bên cũng thấy ổn rồi ha. Vấn đề là hai người mắt nhìn nhau có cảm nhận được tình yêu đã đến hay không. Kéo màn lên. Bắt đầu đi em. Anh tặng chị một món quà. À, em thấy anh sao? Em thấy anh ngoại hình ok, đẹp đẹp hơn là em tưởng tượng nữa cơ. Thế ngồi sang hơn thế hồi nãy chị em mình bàn. Dạ, dạ đúng rồi chị. Lúc nãy anh nghe giọng thì nghe anh ấy nhỏ nhẹ hơn giọng em nữa, nên em cứ nghĩ chắc anh ấy ngồi cũng hơi thẹn thẹn. Không ngờ anh ấy như thế này. Em thì cũng năng động một xíu, tức là trong công việc em khá là bận. Không biết là anh suy nghĩ thế nào về con gái và người vợ, ví dụ sáng đi làm cả ngày, mà nhất là nữ lại là nhân viên kinh doanh, không phải nhân viên mà công ty là công ty của em, nhưng em dành rất là nhiều thời gian cho công ty. Rồi buổi tối thì em có làm thêm đi dạy, giống như là một cái niềm đam mê của em nữa. Anh muốn chia sẻ với em có nghĩa là khi mà đã tiến tới rồi
thì em nên hạn chế lại, chứ mà em cứ đi lúc từ sáng đến chiều về, đến tối về thì cái đó không phải gọi là gia đình nữa. Ừ, cảm ơn anh. Vậy nếu muốn anh em bỏ em này bỏ bớt thì anh muốn bỏ bớt cái gì? Chắc bỏ công ty không được đâu. Không phải, để cho em có sự lựa chọn của em, chứ anh không có áp đặt là muốn em như thế này thế kia. Em có nghe nói á, thông thường là quyết định của anh là quyết định đúng đến 70%. Trong trường hợp mà em nói lại được, thành ra em đúng mà anh sai thì rồi anh phản thì anh sẽ lắng nghe em. Anh có ngại nói lời xin lỗi không? Không. Mình đã làm sai gì là mình phải xin lỗi. Bạn trai cảm nhận về bạn nữ như thế nào? Thì em cảm nhận về cô ấy rất là xinh và nói chung là giỏi. Em cũng rất là may mắn có cơ hội được gặp anh ngày hôm nay. Dù có tiến tới hay không thì chắc chắn là mình cũng sẽ vẫn là một người bạn bè tốt. Hết thời gian. Nào, suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại, tưởng tượng xem một nửa bên kia có phải là mảnh ghép của mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Ai à, hôm nay sao ấy nhờ, lại một cặp nữa rất đẹp đôi mà không bấm nút. Lý do sao bạn nữ? Tại sao em không bấm? Ấn tượng ban đầu thì em cũng hơi ngại cái vấn đề lúc anh ấy nói là anh cũng khó tính, anh cũng nóng tính, anh cũng nói nhiều, rồi anh cũng đúng đến 70%. Nếu là em thì em sẽ muốn là trong tất cả các cái vấn đề thì hai bên đều phải nói chuyện trước rồi mới quyết định là ai đúng ai sai, rồi mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không nên dàn xếp như vậy trước. Bạn trai thì sao? Thì em cảm thấy không có cuốn hút vô đôi mắt của em cho nên em không chịu. Nhưng mà cái câu mà bạn nữ nói nãy mình cũng phải rút kinh nghiệm. Dạ vâng. Bởi vì chúng ta không nên quyết định điều gì mà người ta cảm giác chúng ta đúng 70% hết. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Hôm nay tôi khóc nữa quá. Cặp đôi đào cũng đẹp hết mà không bấm nút. Trời ơi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha.